Rồi các bạn sẽ thấy rằng cái sân xe nó dập dềnh, dập dềnh, dập dềnh, dập dềnh, dập dềnh. Vâng, xin chào tất cả anh em, quý vị và các bạn. Vừa rồi thì tôi vừa chạy một vòng bên Autobahn và thấy một cái dòng xe rất ấn tượng, đấy là VW, hay ở Việt Nam chúng ta hay gọi là Volkswagen. Vậy là ngay lập tức là phải tìm một chiếc xe Volkswagen giới thiệu ngay cho các bạn. Và trước mắt quý vị và các bạn chính là Volkswagen Tiguan Allspace. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mẫu xe này. Vâng, với ngôn ngữ thiết kế mới thì Volkswagen Tiguan Allspace đã có một cái dáng vẻ trông nó lịch lãm. Nếu như nói về trẻ trung cá tính thì tôi nghĩ là chưa chính xác lắm, nhưng sự lịch lãm và nó có cái gì đó theo thời gian nó vẫn có một cái vẻ đẹp. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái thiết kế của Volkswagen. Volkswagen Tiguan Allspace là mẫu xe cao cấp và duy nhất được Volkswagen phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Chiếc Tiguan Allspace phiên bản Highline có giá bán tốt nhất trong phân khúc. Điểm thứ hai, các bạn sẽ thấy rằng cái hệ thống đèn pha. Một chiếc xe chúng ta có thể thấy được cái sự tinh tế, cái chất của cái xe nó sang hay không ấy, chính là đôi mắt của chúng ta cũng như đôi mắt của chiếc xe. Tất cả những cái chi tiết trên xe đây này, thì với những cái vật liệu, những cái thiết kế trông nó xịn. Các bạn có thể thấy rằng cụm đèn pha chính của xe với dãy đèn LED chạy ban ngày thực sự rất có hồn. Và đi cùng với những công nghệ tự động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi vào cua. Trên Allspace chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có những cái đường nét rất đơn giản. Những cái thiết kế này ít chi tiết nhưng 10 năm nữa nhìn vẫn yêu. Đó là những cái thiết kế của xe Đức, có bậc lên xuống, có. Với phiên bản trung cơ sở dài, Tiguan Allspace có chiều dài tổng thể là 4,7m, hơn bản Tiguan hiện tại là 26,8cm. Phần đầu xe từ trục bánh xe trước đến hết cản trước được thiết kế khi đông học hoàn hảo hơn, ngắn hơn bản thường 2,9cm. Xe có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.701mm, 1.839mm và 1.674mm. Đi cùng trục chiều dài cơ sở lên đến 2.790mm, hơn mẫu xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner tới 45mm. Bộ đôi. Đấy, bộ trang trí đôi cân bằng. Hệ thống cảm biến quanh xe. Tôi chỉ tiếc trên cái bản này ấy, là không có được cái cam lùi. Cốp điện này chúng ta có thể cài đặt được các độ cao nhé. Cái này rất là quan trọng bởi vì những cái hầm ở các cái chung cư rồi các cái nhà riêng ngày nay ấy, nó có các độ cao khác nhau, các không gian nó khác nhau. Vì vậy chúng ta nên sử dụng cái tính năng này mỗi khi chui vào các cái hầm, các cái không gian có diện tích khác nhau. Một chiếc vali vừa, một chiếc ba lô. Và để tôi xem ở phía dưới này còn gì. À đây, còn cái này ạ, lốp dự phòng ở dưới. Để tôi sẽ gập cái hàng ghế thứ ba này xuống. Sàn có phẳng không? Rất rộng phải không ạ? Rất rộng. Đấy, vali to nhỏ để thoải mái. Rất bất ngờ với cái không gian chứa đồ phía bên trong này. Lắp vào, kéo ra. Và bạn sẽ có thêm được một cái ngăn chứa đồ phía trên rất tiện dụng nhé. Cái này trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ thấy rất tiện dụng. Với những chiếc xe trang bị Smart Key thì rất đơn giản cho việc mở cửa. Chạm vào là mở rồi. Rồi. Start stop. Máy nổ khá là êm. Vâng. Tổng thể thiết kế ở trong cái khoang xe của Tiguan Allspace phải nói là nó thổi đậm chất Đức. Câu rất đơn giản. Vô lăng có lẫy chuyển số sau vô lăng nhá. Cái này là thích, nó hơi nhỏ nhưng tôi nghĩ là đủ dùng. Đủ dùng thưa các bạn. Để xem phía bên phải này chúng ta sẽ có một cái màn hình khá là to. Và có chức năng kết nối Apple CarPlay như các bạn đang thấy. Và Android Auto. Chúng ta cũng có thể chuyển về các cái chế độ màn hình bình thường theo tiêu chuẩn của xe. Phần điều khiển điều hòa đây này đã được số hóa hết. Có chức năng chăm sóc. Gọi là chắc là lọc không khí đấy. Nhưng mà thứ mà tôi thích nữa ấy, chính là cái hệ thống điều hòa này. Chúng ta vẫn điều khiển được bằng các cái núm xoay và núm bấm ở dưới đây. Nên nhớ rằng chiếc xe này có 3 vùng. Chúng ta có thể điều khiển được nhiệt độ. Vùng bên trái, phía tôi đây, vùng bên phải và vùng phía sau đều là độc lập. Đấy, các thông tin về xe, rồi là cấu hình xe, vân vân là ở trong này chúng ta có. Có phanh tay điện tử, có auto hold,
Tức là khi mà chúng ta đi lên các dốc và chúng ta kích hoạt chức năng này sẵn, đạp vào phanh thì nó sẽ giữ chiếc xe đứng yên tại đấy. Đó, rất tiện dụng cho những người mà mới lái. Những cái xe Đức nó hay này, là những cái hệ thống dẫn động này. Chúng ta hay quan tâm đến cái việc là công suất động cơ bao nhiêu, nhưng mà thực sự những cái mà quyết định đến cái việc chạy hay bám hay như thế nào đó là cái hệ thống dẫn động này vô cùng quan trọng. Vâng, Osprey không chỉ là cấu hình về chỗ ngồi. Tất cả những cái hộc chứa đồ, những cái ngăn chứa đồ trên chiếc xe này được thiết kế thông minh. Ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Ví dụ như đây là một cái ngăn chứa đồ, chúng ta có thể để rất nhiều chiếc điện thoại ở đây, hay là những chiếc ví nhỏ. Đấy. Thậm chí chìa khóa vân vân. Tôi chỉ tiếc rằng nếu cái vị trí này mà nó có thêm cái sạc không dây nữa thì tuyệt vời. Ở đây thì là các cái hộc để các cái khay để cốc đó. Thiết kế rất thông minh nhá. Thực ra mình đi sang Đức mình rất nể cách thiết kế những cái cơ khí, những cái cơ thuần túy của người Đức đấy. Đó, rất gọn gàng luôn. Đấy, có thể gặp lại trong vòng một nốt nhạc, kéo ra lại phẳng lì. Xe sang thì những cái vật liệu này nó sẽ phải sang hơn thôi. Còn tôi là Volkswagen, tôi là xe cho tất cả mọi người. Tôi cần hòa đồng thì tôi là Favre, tôi là Volkswagen. Cái hộp này là có lấy gió của cái hệ thống điều hòa vào nhá. Cho nên bạn muốn làm lạnh các cái chai nước ấy, giữ lạnh những cái gì ấy, thì bạn nên bỏ vào đây. Cũng khá là rộng. Đây, tôi sẽ để một cái này cho các bạn xem. Đấy, nó lọt thỏm luôn ạ. Quá lọt. Trong này có khe cắm thẻ SD này, đầu CD này, các cái hộc để đựng chai nước rất nhiều luôn. Bạn có thể bỏ được khoảng 5, 6, thậm chí 6 chai La Vi nhỏ, loại 500ml. Ghế ngồi không phải quá ôm, nhưng có phần tựa bên sườn. Có. Thôi xem nào. Rồi, da. Da thì không phải quá mềm. Có vẻ như là rất dai, nhưng lại có may chỉ đỏ rất đẹp. Tôi nghĩ da này là sẽ bền đấy. Trong cái điều kiện Việt Nam tôi nghĩ da này sẽ bền. À, tôi xem nào. Ở đây là có chức năng là massage này. Đấy, bỏ là... Thực ra cái này nó chỉ gọi là đấm lưng thôi, bởi vì nó cứ đấm lên đấm xuống. Đấy, các bạn thấy người tôi nó lên xuống như này chưa ạ? À. Ở hàng ghế thứ hai các bạn sẽ thấy đấy. Đây, vị trí ngồi của tôi như thế này. Đây là tôi đang điều chỉnh để có được cái không gian tốt nhất tại hàng ghế thứ hai nhá. Để tôi xem nào. Đấy, không gian phía trước này. Đầu gối phía trước, không gian đầu trên này. Tốt đấy chứ. Rất tốt luôn. À. Bệ tì tay. Rồi. Tất cả chức năng đều là cơ bản. Vâng, xe của nhân dân mà. Đấy. Để nước ra thì vẫn vậy. Sàn thì là không phẳng, bởi vì sẽ có một cái hệ thống dẫn động ra cầu sau. Điều hòa nhiệt độ độc lập, điều khiển độc lập ở hàng ghế sau. Đấy. Cổng 12V, khe cắm USB có hết. Nhưng tôi có thể làm việc trên chiếc xe này nhé. Nhỏ nhưng mà có võ đấy. Rồi. Lật chiếc bàn này lên. Đó, nhựa thì không phải là quá xịn như kiểu như là Range Rover hay là Bentley hay là Rolls-Royce, nhưng mà đủ dùng, có thể đặt lâu ly cà phê ở đây. Vâng. Và chưa hết nha các bạn. Đây là một tính năng tôi rất thích này. Bởi vì với mình cũng vốn dĩ là những người nhân dân mà, cho nên mình thích những cái tính năng gì nó đi vào sử dụng thực tiễn hàng ngày. Đây. Bạn có thể để bao nhiêu chiếc kính ở trên này? Xin thưa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nhiều lắm. Đây là khay thứ nhất. Chưa hết đâu, bạn có thể để đây được. Đó. Lối vào hàng ghế thứ 3 của tôi đây, hàng ghế cộng 2. Nó không phải quá rộng đối với một người như tôi. Dạo này bụng hơi to, bước ra vào hơi khó. Đấy. Và vị trí ngồi của tôi là như thế này. Đó. 1m72 cộng thêm giày 1 phân rưỡi 2 phân nữa thành 1m74. Nặng 72,4kg, người hơi béo một tí. Đấy. Nhưng cũng có thể ngồi được. Đấy, tôi sẽ điều chỉnh cái ghế này lên một chút thì sẽ có được cái không gian cho cái đầu gối. Cái phần đầu gối đó, thưa các bạn. Và cũng có thể chia sẻ lợi ích, thỏa thuận với người ở ngồi hàng ghế thứ hai, tôi sẽ có thêm được không gian. Vâng, đó là lợi ích của một chiếc xe 5+2. Khi cần, thực sự cần thì ta dùng. Ta sẽ phải thông cảm cho nhau, ta sẽ phải chia sẻ cho nhau.
Thông thường để cảm nhận một chiếc xe, chúng ta đầu tiên chúng ta nên chạy chậm trước. Chạy chậm rất quan trọng, bởi vì một chiếc xe lái hay thì khi chúng ta chạy chậm, chúng ta cũng cảm nhận được nó hay. Và tôi sẽ chọn hệ thống chế độ Eco. Cái chế độ Eco đấy, cái độ nhạy của chân ga nó không thực sự là mạnh. Tại sao một con đường biển đẹp như thế này tôi lại không làm một cú tăng tốc nhỉ? Tôi sẽ chuyển sang chế độ Sport. Wow, Sport, Sport, wow. Ôi, 2.0, 180 ngựa, nhưng mô men xoắn cực đại 320 Nm. Ở vòng tua, đạt ngay vòng tua thấp 1.500. Và đó là lý do Volkswagen, xe Đức khác những chiếc xe Nhật có cùng cái tầm giá như vậy. Đi trên cao tốc nghe nhạc trên cái Volkswagen Tiguan Space này phải nói là hay. Và đối với những chiếc xe Đức, thưa các bạn, khi mà chúng ta chạy cao tốc chúng ta mới thấy nó nhàn như thế nào. Cảm nhận nó bám, nó dễ điều khiển. Kể cả khi ví dụ đang chạy nhá, xe phía trước phanh này thì mình cũng phanh, ví dụ 100 km/h này thì mình cũng phanh, thì lập tức nó sẽ giảm ngay. Tức là cảm nhận rất rõ rệt, nhưng mà nó lại không quá tính, nó lại không quá lớn, nó giật như này. Đấy, tức là ngay cả cái việc tính toán lực phanh nó cũng rất hợp lý. Thực ra thì đối với những chiếc xe Đức thì tôi vẫn quan điểm là chúng ta phải chạy tốc độ cao 130, 140, 150, 170, 180 thì mới thấy nó khác với những cái phần còn lại của thế giới. Thực sự là vậy. Mình không muốn nói tới những cái chiếc siêu xe nhá, siêu xe siêu sang mình không nói, nhưng mà với cùng trong cái kiểu như các cái form rồi các cái phân khúc ấy, thì nó là rất khác biệt luôn. Thưa các bạn, Tiguan Osprey này thì các bạn sẽ thấy rằng là wow, đoạn này giảm tốc đấy, đi đúng tốc độ. Thì nếu mà đi đường dài thì bạn có thể sử dụng cái chức năng massage này cũng hay này. Đấy, bấm lên đấy, nó có một chút gì đấy tác động vào lưng cũng thích, đỡ buồn ngủ, đỡ mỏi lưng, hay đấy. Và các bạn cũng nên nhớ rằng cái ghế phụ này cũng có điều khiển điện này, có đấm lưng này. À, rồi hết giới hạn rồi, tăng tốc lên thôi. Xe là có cảnh báo điểm mù. Với những cái dòng xe hiện đại ngày nay thì tôi cũng rất hy vọng rằng các cái phiên bản tiếp theo của Tiguan tại thị trường Việt Nam sẽ có những cái hệ thống hỗ trợ như là cảnh báo hỗ trợ giữ làn đường, rồi là adaptive cruise control, rồi cảnh báo các vật cách cắt ngang, rồi cảnh báo cái khả năng va chạm nếu có, rồi các hệ thống đấy là hệ thống hỗ trợ, còn các hệ thống kết nối giữa người với xe, với cái hạ tầng giao thông. Bởi vì như các bạn đã thấy thì như tôi đang chạy trên một cái hệ thống cao tốc ở Vân Đồn, Quảng Ninh, thì với cái hạ tầng như thế này tôi nghĩ là hoàn toàn có thể sử dụng tốt những cái tính năng ở nước ngoài như là cái hệ đọc biển báo giao thông, rồi là các cảnh báo những cái tình huống giao thông ở phía trước để chúng ta có những cái quyết định sớm hơn. Ơi, đường xấu mới là đất diễn của Formotion. Wow, really? Really? Wow. Phê. Vâng. Rất thích luôn. Rồi. À. Quá tuyệt vời. Thực ra cái đường này thì mình sẽ cảm nhận được các cái độ bám nó hay. Đấy. Thế còn để mà khó thì nó chưa phải là quá khó. Bởi vì thực ra là đối với all-wheel drive ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc nó phân bổ lực bám tới từng bánh mới là quan trọng. Nó luôn kiểm soát cái xe một cách cân bằng nhất. Bám, tôi cần bao nhiêu bánh trái, cần bao nhiêu bánh phải, cần bao nhiêu vân vân vân, là rất quan trọng. Wow, wow, wow. Chạy vào, lên nào, lên. Wow. Rồi, các bạn sẽ thấy rằng cái sân xe nó dập dềnh, dập dềnh, dập dềnh, dập dềnh, dập dềnh. Rất hay. Rất rõ ràng đúng không ạ? Và đến điểm phanh rằng chúng ta phải nên nhớ rằng chúng ta phải cần phải phanh, là phải phanh. Đấy. Còn hệ thống dẫn động thì trên đường cao tốc này thì cũng không có nhiều việc để nói. Bởi vì là bản chất cái việc mà thiết kế cái xe, rồi với cái việc mà về hệ thống dẫn động Formotion thì cũng khó có thể nói nhiều trên cái đường. Tôi nghĩ là cũng không có gì để nói, bởi nó ngon mà. Nó ngon đấy. Đấy. Cua 100 thì đường này thiết kế nó cũng dễ rồi.
Tôi nghĩ tôi muốn phải chạy ở tốc độ khoảng 140, 150, thậm chí 170, 180 trên cái đường này thì mới thấy nó cảm nhận được nhiều hơn, chứ còn loanh quanh cứ 120 đổ lại thì vẫn gọi là auto ngon. Thưa bạn, những cái điều mà tôi chia sẻ rất nhiều từ đầu chương trình tới bây giờ, các bạn thấy rằng cái mức giá của nó 1.7 tỷ có hợp lý không ạ? Có được không ạ? Thì anh em, các bạn hãy vui lòng comment ngay bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mong các bạn hãy dành một chút thời gian rung chuông cũng như ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.